Thưa quý vị và các bạn, dự kiến vào tháng 11 năm nay, hồ sơ đề nghị công nhận đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác là danh nhân văn hóa thế giới sẽ được Đại hội đồng UNESCO xem xét thông qua. Đây sẽ là nguồn động viên to lớn đối với toàn thể cán bộ, nhân viên ngành y tế và là niềm tự hào của người dân trên hai quê hương của đại danh y, quê nội Hưng Yên và quê ngoại Hà Tĩnh. Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, tên thật là Lê Hữu Huân, sinh năm 1724, quê ở xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Xuất thân trong một gia đình danh gia vọng tộc, nổi tiếng khoa bảng, từng giữ nhiều trọng trách trong triều. Tuy nhiên, lớn lên trong giai đoạn lịch sử đầy biến động dưới thời vua Lê Chúa Trịnh, ông thấu hiểu nỗi cơ hàn của người dân lao động nghèo khổ, bệnh tật. Sau nhiều lần từ chối sự đề bạt, năm 1746, ông viện cớ về quê mẹ ở Hương Sơn, Hà Tĩnh để chăm mẹ và học nghề thuốc. Hơn 40 năm ẩn cư, mặc dù tự nhận mình là lãn ông già lười, nhưng đó lại là những năm tháng lao động, làm việc cần cù, tâm huyết và đầy sức sáng tạo của Hải Thượng. Ông luôn tâm niệm, người thầy thuốc phải lo cái lo của con người, vui cái vui của người, lấy việc cứu chữa bệnh, cứu người, làm nhiệm vụ của mình, không được mưu lợi kể công. Phải tuân thủ 8 chữ, nhân, minh, đức, trí, lượng, thành, khiêm, cần, tức là nhân ái, sáng suốt, đức độ, hiểu biết, rộng lượng, thành thực, khiêm tốn, cần cù. Đồng thời tránh 8 tội, lười biếng, keo kiệt, tham lam, dối trá, dốt nát, bất nhân, hẹp hòi, thất đức. Ông nói, thầy thuốc là người có nhiệm vụ bảo vệ sinh mạng người ta, lẽ sống chết, điều phúc họa đều ở trong tay mình xoay chuyển. Lẽ nào người có trí tuệ không đầy đủ, hành động không chu đáo, tâm hồn không thoáng đạt, trí quả cảm không tận trọng mà dám theo đòi bắt chước học nghề y. Ngoài việc đề cao y đức, Hải Thượng Lãn Ông còn là người đầu tiên trong lịch sử y học Việt Nam đặt nền móng xây dựng y thuật. Trong suốt cuộc đời làm thuốc của mình, ông để lại cho nền y học Việt Nam một di sản quý giá là bộ sách Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh gồm 28 tập, 66 quyển, đúc kết tinh hoa y học cổ truyền phương Đông và y học cổ truyền Việt Nam. Thông qua những kinh nghiệm thực tiễn phong phú của bản thân, ông được tôn vinh là đại danh y, bậc y thánh và là ông tổ của ngành y. Hiện nay, tại quê nội xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên và quê ngoại ở huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh đều có khu quần thể di tích lưu giữ những giá trị văn hóa, lịch sử, minh chứng cho danh thơm và gương sáng về y đức y thuật của đại danh y Lê Hữu Trác. Không chỉ là quê hương của bậc đại danh y, hai tỉnh Hưng Yên, Hà Tĩnh còn có nhiều điểm tương đồng về lịch sử, truyền thống văn hóa, tình hình phát triển kinh tế xã hội. Đây là nền tảng, là động lực để hai tỉnh tiếp tục tăng cường củng cố, bồi đắp và làm sâu hơn mối quan hệ hợp tác cùng phát triển trong thời gian tới.